Ê, nhà mỗi lần mà live stream với mấy bà này là coi như một là cá khét, hai là cực trái đang nấu ăn. Mỗi lần coi là thịt Không trái lẽ đó cá mà cái này coi mà hai bà khét nữa là đền đó nha. Học thằng Duy Nguyễn nó thiếu nợ hai miếng, một lần cá kho, một lần thịt heo quay kho cũng trái khác mẹ nó sao ha. Rồi có cái này là mình mới thắc mắc cái điều này, là bây giờ mình mới nói có một cái chi tiết nhỏ nhỏ nhưng mà các cháu với các em nó không để ý. Nó có một cái điều này là có những cái người mà lên mạng hay chửi bới đó, các bạn và các em thì để ý thấy họ khi họ live stream, chẳng hạn như là hồi sáng này mới lan quang vô, có đứa nào đưa cái link vô không biết nữa, qua cái thang người nông dân hay là gì đó không biết nữa, cái gì tụi ông cũng không biết nữa, nhưng mà mình để ý mình mới thấy họ live stream á, cái nhà của họ rất là sập sệt, quần áo nồi dĩa sen rồi son chén tất cả, hình như là ở đâu không hiểu, nhưng mà có điều là mình cảm thấy là cái nhà họ rất là sập sệt. Thì mà rất là nhiều đứa chứ không phải là một đứa, thấy đứa nào mà lên đêm, một là giấu mặt để dưới cái sàn nhà, rồi hay nói chung là như vậy đó. Rồi giẫm màu mùng mền chiếu gối, nói một cách khác luôn là bây giờ thử hỏi lại, mình nhận xét chỗ này là bây giờ mình phân biệt, có nghĩa là họ không làm ăn được và họ thất Đề tài kiến, về bác que Nguyễn Hiệp họ nè. thất kiến. Bây giờ mình điểm sơ sơ qua nha. Hà My thì chắc là các bạn lên đây bắt thấy cái cơ ngơi của Hà My rồi, không phải là cơ ngơi gì, không phải là biệt thự gì đâu, nhưng mà nhà cửa khang trang. Rồi qua nhà Hiếu Ngọc thấy cũng có sập quần áo bao quần bán đàng hoàng, rồi qua nhà nhỏ gì đó Thái Ngọc Nhiên thì thấy nó cũng đồ sộ. Bây giờ mình mới đích mình mới kết luận cái điều này là những người đó họ không có cái đầu và không có cái chí, tức là họ không có chí, họ làm ăn không được, thua thua hẳn những con đàn bà trong trong nước, nói thẳng là một câu như vậy. Mình mới nhận xét điều các bạn nhỏ không có để ý những tiểu tiết, và chính những cái tiểu tiết đó nó mới làm lên cái chuyện, có nghĩa là họ bất mãn, họ bất mãn Dạ họ không làm ra tiền được, em có thuế chính vì cái chỗ dạ đó họ mới bất mãn với xã hội và họ kiếm chuyện họ à chửi bới, nhưng mà họ không nghĩ lại là họ không có tài, nói một cách khác đi là họ thua những người đàn bà giỏi ở trong xã hội, đúng không? Tao thấy nói gì đúng không? đúng đúng Nó thẳng là vậy, họ thua, không chán họ thua không cho nên họ phải tức, thế thôi tao nói vậy đó. Rồi còn nữa, à họ lập luận không có lý luận, riết rồi cái độ họ không có gì để mà nói, độ tự nhiên ta vô, ta mới lang bang ta vô, tự nghe ta nói cái vụ giáo sư Bùi Hiền, tao cũng đâu sao biết không Bùi hả Hiền là ai đâu, có nghĩa là họ bươi móc ra. Tao nghe nói phong phanh là cái ông Bùi Hiền đó là ông giáo sư tiến sĩ, để ông chế ra một cái bộ chữ viết để là đó là cái chuyện cá nhân của ông, có nghĩa là ông chế gì chế kệ ông đó, rồi rõ ràng người ta công nhận là không là quyền của ông, nhưng mà cái đó đâu có áp dụng vô trong cái đề giáo dục Việt Nam đâu, đâu có gì đâu, đó là chuyện cá nhân của anh có thể chế tạo cái máy này, anh có thể tháo chế tạo cái kia là chuyện cá nhân của anh. Nó lôi ông ra nó nói Việt tham Nam mãi là áp dụng cái chữ ngu si gì tùm lum la, đè đầu đè cổ, nó chửi cãi Việt Nam là học giáo dục, mà chuyện vô lý ngộ ghê. Rủ người ta cá nhân người ta đi phát minh ra cái chữ đó, má tiên sư mày mày hù tao từ trưa mày tao đang cắn rồi mày, bố mày mỗi lần lên mà quê là cháy cá trái rồi mới mỗi nó làm riết lần à, rủ lên mày heo mày tao trái mà rủ nó chưa cháy hết rồi cứ lo ba cái live stream mày lắc riết cứ mày lo biết rồi lắc về mà đánh đứt cho thì cảnh không phải có nghĩa là lười làm mà đua đòi để nhận tiền bẩn chấp không chắc, nhưng mà đó thể hiện một cái cách tổng quan, có nghĩa là những cái người ở trong nước á, mà khi họ lên tiếng họ chửi bới là đều như loại loại như vậy, có nghĩa là họ bị bế tắc của cuộc sống, họ không làm ra tiền, đầu óc họ mụ mị, họ không có nghĩ cách ra để họ làm, lười ăn mà ham ăn, lười làm mà ham ăn, cho nên vì chỗ đó họ mới lên họ mới chửi. Ý là tao nói là tao nói như vậy chứ không phải là tao đúng nói anh là nói cũng đúng mày hiểu tao nói không. hiểu hiểu đúng Có những cái mà nho nhỏ nhưng mình không để ý, mà rõ ràng mình thấy để ý, mình thấy là tất cả những đứa mà trong ba que, hoặc mình nói chứ ba que trộn tao là tao bị ba que, tao là ba que rồi nữa. Những cái người mà dân chủ mà cụi ở trong nước đó, mà lên mạng mà để chửi bới là toàn là những cái dân gì không, khổ vậy đó. Thành đúng ra mình không có thể nói nào, bởi vì họ cái tiếng nói của họ đưa ra một rất chào ư là chị bảo ngu si. kê.
tao đang rầu về cái vụ buồn buồn về cái vụ Việt Nam đá thua mà tao chưa coi, tại nghe quỷ kia nói 4 giờ sáng đá, tao ngủ tới 8 giờ tao mới dậy, ù má trật tước quốc luôn. À nhưng mà dù muốn hay dù không, Việt Nam cũng ở trong tim tao, tao cũng coi là Việt Nam là vô địch, vô tới đó là vô địch rồi, đối với tao là vô địch rồi. Thôi, vô tới đó là vô địch rồi mà anh. Vô địch trong con người của tao, trong tim tao là Việt Nam vô địch rồi, là bởi vì từ hồi xưa giờ chưa được, mà giờ được vậy là quá đã rồi. À. Làm vậy là quá tốt rồi. Rồi, vậy là tốt lắm rồi. Cái đó là hai vấn đề, còn vấn đề gì nữa ta? Rồi, tao mới nó bài nói còn vấn đề coi như tao mới đọc ra bài báo ở Mỹ này, thì có một cái thằng nó lên mạng Facebook á, nó mới hăm dọa tổng thống Trump, và cái ông tổng thống của tao á, Donald Trump đó, là đủ ILH an ninh FBI đủ má truy lùng bắt liền, đủ nói vậy để cho mày hiểu rằng cái vấn đề an ninh mạng cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Lý do tại sao mà người ta truy lùng thằng đó bắt, tại nó hăm dọa. Mày hiểu, ở nước Mỹ này là hăm dọa trên mạng là một trọng tội. À, nói như vậy để hiểu là Việt Nam mình quá tự do. Tự do, bởi vì ở đây nó thấy rõ ràng, nó đem ra tổng bí thư, ông Trọng, ông gì nói chung là nó chửi tán chứ mà, đủ nó chửi tán loạn hết. Là trong cái đám đó là coi như là nó không còn chừa ai cả, chửi tán loạn mà nó không ai làm gì nó đâu. Ở bên Mỹ này mà thấy rõ ràng hơn đó, mà đặt báo mà coi coi, rủa nó có một thằng khùng nào đó biết nó ra, nó hăm dọa nó làm thịt gì đó ông Trung, có đủ FBI còng liền đủ. Đừng có nói lần giỡn, đừng có nói giỡn cái chuyện này. Bởi cái sự tự do ở Việt Nam mình quá quá đáng, và nó thuộc về tao, hôm trước tao nói đi nó lại, nó xui nó hoài mà tao nó tuột dốc rồi, rồi bây giờ lấy sợi dây thừng cột lại kéo lên cho còn thuộc vậy. Tụi đây tụi bay nó không có tự do là không đúng, là bảy đủ tàu lao. Bởi vì nhưng mà cũng có những người nghe vô duyên lắm, ngồi vui lắm, đủ có chuyện Bùi Hiền Bùi Hiết gì, chuyện của người ta không có xảy ra mà cũng lôi ra dựng đứng lên chửi, rồi mua đũa cả nắm xong rồi dồn vô hết rồi chửi. Tao vô tao comment mấy cái, nó đuổi tao ra, đủ không biết nó có lóc rồi không biết, tao ghét tao không được nghe. À, còn gì nữa ta? Còn cái chuyện mà ta thấy ở Việt Nam mà kỳ rồi mà đi ra ngoài đường mà cờ đỏ sao vàng gì đó tùm lum ngoài đường, nó thấy vui quá ha, rồi mà đắng tháng đầu còn hôm qua mới thua không biết, nói đi không biết, tăng không biết. Rồi, thôi vậy là hết rồi, còn gì đâu, có thằng ai là phạm đâu không, có đồ không thì không lên đi, trời ơi tao đang làm đồ ăn mà coi tao ăn khổ lắm mà Mỹ. Làm đồ ăn cháy hết rồi, một dịch mới chưa. Ủa tao có phải cơm gà cá gỏi con mẹ đâu, làm đây khổ thấy mẹ đi chợ đi búa gì cũng xa lắc xe lơ. Em chị Lê nói chị đúng ra em có like ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay nó dạ nít dữ quá. Nó lấy nít giống như trong nhóm của em hả, thầy giống như dạ nít của Luli bay vô chửi em. Đó nên chi nó sẽ lấy những cái hình avatar, lấy nít hình ảnh của em nó làm được gì. À, ngày hôm nay em chỉ nói này, cái vụ này là tao cũng mới biết thôi, nhưng mà tao cũng thấy ta thấy cái nào nó post lên cái vụ mà cái này là sử liệu nha, trong kho của History International and US, tất nhiên là nó nói về đây là của tư liệu của Mỹ đàng hoàng nha, chứ không phải ba xà ba lát đâu. Nó lấy ra cái history và nó nói về cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh đó. Thì trong đó tao có 3 phần 4 phần thì tao không biết, nó cuối nào nó post lên tao thấy hay quá tao mới coi. Thì ta coi á, thì ta mới thấy à ra thế thì rất là hay. Đó là bà nó không bao giờ đọc cái chuyện, nó không tin cả, nó nói mình ba xạo ba láo gì chứ. Bây giờ nó ở nước Mỹ ha, nó vô trong sở tư liệu của bộ quốc phòng Mỹ á, cái quân phải là cái sở cái tư liệu của Mỹ đó á, đọc cái cuộc đời của sự nghiệp của ông Hồ Chí Minh nó ra, thì trong đó nó cũng nói rất là rõ á, nhưng mà nó không bao giờ đọc cái chân trời nó chê Việt Nam mình là nó láo, nó xạo tùm lum tù la được đủ thứ gì hết trơn trời. Nhưng mà cái chính thống ở nước Mỹ, trong bộ phòng Mỹ, trong cái sự tư liệu của Mỹ nó lấy ra, nó không chỉ đọc đưa nó không giống, nó bệnh vậy đó. Dạ. Tao mới đọc thôi, tao thấy mới đọc cái hôm qua phim á, phim về tư liệu của ổng á, mà nước Mỹ nó vẫn có một cái điều đó gì đó, nó vẫn nể phục. Thì mình mới nhận xét là một cái điều như vậy thì hồi xưa người ta không biết ông, nhưng mà giờ biết rồi thì giờ ta cũng nể thôi, chứ tao không biết ông là ai, kệ tao không biết ông là ai. Dữ liệu ở đúng là bộ quốc phòng Mỹ đúng rồi đó,
đó, dữ liệu của phòng Mỹ đưa ra đàng hoàng đó, thì ở trên đó nó có toàn là tiếng Anh không à, nó chỉ có phụ đề Việt đó. Thì đó, những người nào mà chống cộng ở bên Mỹ này nè, thì đọc những cái tư liệu đi, để xem bây giờ rồi chưa, còn nữa, còn thằng Quỷ Tân Thái, thằng gì, BD Trương, Hồ Quang, cái đêm có tên Hồ Quang ra nó chửi, đồ, ta không biết Hồ Quang là ai nữa, thì té ra là cái tên của một cái ông Hồ Chí Minh mà hồi xưa là ông đi làm, mà đi ra nước ngoài để mà ông trốn tránh, để mà ông lấy cái tên gì, ông biết cái tên Hồ Quang, ta không biết, mà cái lấy cái tên nó ra, nó chửi hoài. Đó, cho nên vì cái chỗ đó nó thiệt mày, nó riết rồi nó lòi ra ăn cái là ba xạo ba láo rồi, thì là cái những cái chuyện mày thậm chí tao kể một cái chuyện này thì có thiệt luôn nè, cách đây cũng khoảng chục năm, cái người mà bản chất người Việt mà nó xấu đi rồi, xấu đến mức độ vậy, có một cái ông, hai ông bạn nha, quen biết nhau thôi, cái ông bạn này thấy cái ông kia về Việt Nam, cái ông này cũng gửi đồ, thì gửi đồ thiệt, nhưng mà ông lén lén ông bỏ tờ truyền đơn vô, ông bỏ trong cái thùng hàng của cái ông này á, cộng á, rồi xong cái ông này tự nhiên ông kiểm tra lại, cái ông phát giác cái tờ tiền đơn đó, ông nói mẹ thằng này nó khốn nạn, nó nhờ tôi đi ở đời cho nó, xong mà nó còn hại tôi nữa, mà thời đó là coi như là về coi như là thời đó như là Việt Nam mình chưa có băng giao với Mỹ gì sao, thắt chặt an ninh dữ lắm, cái điều này mà đủ mấy cái tờ tiền đơn này mà vô trong thùng hàng của tao, tới Việt Nam mà cảnh sát nó bắt là tao ở tù ngọt ngông luôn, ông chửi quá trời, mày thấy rõ nào bạn, cái thời đó là Việt Tân mà, những thời đó là của Việt Tân á, Việt Tân á. Bạn với bạn mà còn chơi xấu nhau như vậy đừng nói gì. Có nghĩa là con người Việt Nam nó hèn hạ đến mức độ vậy đó. Cái đó là chuyện có thiệt đó. Lâu rồi có video clip luôn, cái ông đó ông tức quá, ông làm video clip ông thâu lại, ông nói lên đó. Thành ra ta không, bây giờ miễn bàn với bây giờ đi, mệt lắm. Có nghĩa là khi nào các anh muốn biết được, các anh trở về Việt Nam, anh chứng thực, anh rờ, anh mò, anh sờ, anh nắm được mới nói, còn đây toàn là anh sủa đổng không, là không có biết con mẹ gì bên đó mà ngồi u ơ quá, còn suối dạy con ta đi biểu tình, tao bảo đảm mày bay kỳ này biểu tình chắc nó bị quýnh chắc chết quá, dần nó quýnh không cũng chết, đừng nói chi gọi ra đường ở tào lao, còn gì mà toàn là tờ và biểu tình ở độc hại không, nào đinh nào búa nào kềm nào dao nào gọc, rồi không gớ là anh sống, toàn là tào lao, còn phá hoại không, cháu có làm được cái con mẹ gì nữa, không có giúp được gì. Đúng là lũ đó toàn là lũ phá hoại không anh, phá hoại không à, được cái gì bữa nay đủ má Trần Tân Thái hát hô quá làm gì đó, má giơ tay giơ chân làm gớm lắm kìa, nó báo nó còn bắt bom xăng nữa mà anh thấy không, thằng bên đi chưa ha, bên đi chưa tàu nó tên nhiều lũ sổ quá, ta còn không biết, ta còn không đi còn bởi vậy tao hiện tao kết bạn bây giờ tao cũng là vừa cũng kỳ cục lắm, tự nhiên tao bấm lộn vô, tao bấm vô chắc nào mời các bạn, tao cũng ham tao cũng vui, cách đây cũng gần 2 tuần rồi, nửa tháng rồi, tao cũng bấm vô các bạn, sáng mai ngủ dậy thấy cái tin nhắn đàng hoàng vậy, tôi cầu chúc ông gia đình ông bị liệt, tao rất kỳ trợ cái đó là thằng đó là chuyên gia, là thằng gì Khải, Trần Khải á, thằng đó thì em lóc rồi, biết, thằng đó là chuyên gia nó chúc vậy không á. Tự nhiên không mà là tự nhiên chút ở dưới răng bị liệt, xong một thằng nữa nó lấy hình cháu ngoại tao ra, nó nói tùm lum tầm bậy tầm bạ, tao lắc mẹ rồi, bởi vì tao thiệt mày ở con người ta đó, con người Việt Nam mình nó xấu chứ đó, hiểu mà nó ghét mình nói được, nó không chấp nhận sự thật, mà bà nói sự thật ra lại hết là nó thù rồi nè, lạ đời chứ đó, kỳ cục vậy đó. Thì có mấy vấn đề thôi, ta mới lên ta nói thôi, ta thấy lạ đời kỳ cục lắm, ta mới thắc mắc ta nói vậy, cũng giống như cái bộ sách mà cái chữ Việt gì của chữ gì chữ viết gì của ông Bùi Hiền Bùi Hiết gì đó, để đâu nó đâu có cái ứng dụng gì, hồi sáng tao hỏi Võ Duy Lâm thì Võ Duy Lâm nói cái đó là thuộc gì Thủ tướng Chính phủ là nói là không áp dụng, không có bao dùng vô trong cái chuyện đó, bà bên này nó còn bóng cố cãi, nó ngồi nó chửi à, trời khổ vậy. Bà bên này thì sợ rét gió, đủ mà nhúc nhích đâu, đủ mà đây nó cầm đầu thế mẹ luôn. Thôi lo nấu cá đi, thôi cháy lát về vừa đánh đít đó bây giờ. Nấu cá đi nghe anh. Rớt ra rồi, khỏi rồi, lo xong rồi.
Xong chưa? Xong chưa? Mỗi lần mà nói chuyện hay trên mạng với thằng Duy Nguyễn là bị với Nguyễn bị hai lần, thằng Bình Dương bị một lần, bữa nay kinh nghiệm rồi không cho bị nữa. Cái nó lo 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 nó nói hồi nó bốc mùi nó khét lên. Bây giờ nói chung là nó gom vô cái nào mà nó lấy được ra nó chửi là nó chửi thôi, không biết nó muốn nó chửi cái gì ta. Ta đề nghị nó chửi gì ta. À thấy rồi anh cầm ơi tụi nó đang Thôi được rồi, ok. À thì anh mới nói cái anh muốn lên anh nói sơ sơ mấy cái chuyện thôi, bởi vậy đâu có tiêu mấy đứa kia rồi còn lại dạ mới thấy con gì Golia Nguyễn ra rồi rồi nó làm sùm rồi bắt đóng tiêu rồi. Cái con này nó cũng nó đi chửi hết ta rồi anh. tại tao không mắc nợ mày, tao cũng không thù không oán mày nha Golia Nguyễn, mày chửi tao trên mạng phải không, trước mày bỏ vô gì đây đóng tiêu rồi. Không Thì đó có tao nói rồi nó thấy đi cái ba bốn cái clip mà của cái bộ từ sử liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra rất là hay, rất ý nghĩa, cái đó là mình không thể chối cãi được tại vì đó là kẻ thù mình đưa ra. ủa cái nào anh post lên thử Anh anh coi đâu có chờ trang, khi vô trang của anh đó, gặp Nguyễn là coi à có hả anh có tại trên mạng hả bốn 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 cuốn là bốn cuốn phim làm rất là hay. ủa sao đó chị mang cái cắt thảo cắt thảo thôi Ủa hồi nãy không quên được áp có dụng cái Nguyễn Hoa, Nguyễn Loan gì ta, Nguyễn Loan phải không? Nguyễn Loan chưa thấy Hồi nãy vô rồi, chào này không. Nguyễn Loan không thấy nha À, thôi được rồi, anh chỉ nói vậy chào thôi. Nguyễn Loan không thấy Thì những người dân, dạ cũng lên nói em vài câu rồi thôi là em cũng nghĩ dạ em cũng nghĩ ok vậy thôi anh em cho đi anh nha.